Không qua thì thua. Không qua là mày cái hát tao thần đâu. Vậy cái dáng tao có Silamy đâu. Nè, cái dáng Silamy của mày là mày thành 14 đúng không? Sao quay đâu? Tao lắm thấy 2 mà. Mỗi thua 20 á. Vậy Ni ăn 10, mỗi vô ăn 10. Dáng tao là Silamy đúng không? Vậy dáng nào mày Silamy? Tao thắng 2. Ừ, xong dáng sao tao thắng lại 2. Vậy dáng sao tao Silamy tao thắng lại 2. Mày dán 1 Silamy, dán 2 Silamy. Dán Silamy. Mỗi thua 2 chục. Dán 3 mày gây qua da mày hán tao. Ờ. Rồi tao thua 3 chục. Thì tao ăn 3 chục. Thì tao ăn 3 chục được. Dán đầu mày hán 2. Dán 2 mày thua. Còn 10. Ờ, tao thua 10. Nói vừa vốn. Còn hả Silamy nó hán 2 không? Trước mại tao đang cầm nó bắt Silamy. Rồi vô nãy đi. Về tao còn 10. Đại chiến to rồi. Đánh nhau to rồi. Dán cuối tao hán 2. Còn những thằng ăn nhờ huyền thoại không có hả? Nói sổ á, đéo tin được. Không có đánh mà theo kỹ thuật, kỹ năng gì hết. Cho bà nhớt ăn nhiều mà ta. Nói á, cậu bay á, thằng Lô Lem, thằng Nghe Bỏ Gia và hai thằng Sinh Đa Bi. Chưa được thì nghỉ, chứ đâu phải khóc gì đâu Vũ. Hót đi, khóc chưa? Đây là hót, vô hả? Chờ mấy lời này một cảm giác vui. Đâu? Ôi, nó đen ơi. Ôi trời, thằng này bị điên rồi, thằng này bị điên rồi. Ơ, chấm hỏi. Nó bị khùng. Chủ à. Có chơi không? Mong em yêu có hình mà anh thiết à. Anh biết có lẽ chọn thấy người quen rồi. Đó, bịch này cũng dục đi. Trong một chiều. Hả? Đang ngồi chim. Vũ đâu? Nó có nói gì không? Nó hỏi mày có làm không mà Vũ? Ừ, tao kêu nó hỏi nó được đi không làm. Nó kêu ở về là Vũ với Vũ đi không làm đúng không? Tao kêu về hỏi đi Vũ. Vậy tao trả lời nó mày không? Vũ không được đi nên tao cũng không đi luôn rồi. Có làm được gì? Có làm được gì? Giờ anh phải làm sao chọn đây? Không được như xưa, ca bớt đang kích đường. Giáo ai? Giờ anh phải làm sao chọn đây? Chứ nó mình như con vậy thôi. Cái thằng này chứ nó không coi mình ra cái gì. Quýnh như con vậy đó. Gì mà coi được. Vô. Có chẳng chi là mơ ước trong tim mình. Một em yêu không mang thiết tha phá. Chưa hấp gì luôn. The fuck?
kia phá game kìa. Tao đang chó nào vậy? Tao đang vô map mà nào vô nói. 10.000 Ê tôi biết nha. Nó đã bắt được rồi, nó kêu đang treo map nó xạo rồi. Không phải à, nhiều quá. Nói chung là 10.000 nó hành động mà bình thường là chảy máu. Không phải. Chó kia vừa phải thôi nha. Đó. Chi chi what the fuck. Evelyn đâu đây nè. Yeah, Evelyn đâu đây nè. Evelyn đâu đây nè. Hồi mỗi mình có bướm thần. Pha đó là có Evelyn. Nên còn cái to nó mới dám đánh gọi là nó ngông cuồng. Tao muốn khỉ đi chi. Giác quan thứ 6 của loài chó, ý lộn của loài người đó, nó cho tôi biết được cái việc đó. Bao ngày trốn đây. Kỳ không hết luôn. Kỳ không? Kỳ không? Barcelona. Mọi khi ngựa lửa là hả vũ. Chạy nữa, chạy nữa. Màu xanh. Xong chắc nước quay cũng nguyên. Chết cha rồi. Bắt này là này. Đi nào, mày đưa tao mày đi chơi, đưa chơi là có người chơi. Đấy. Ồ thì nó ba quá thì nhỏ mập. Chửi luôn, chửi luôn. Mày đi kỳ hộ anh cái đi thằng chó. Sao đi kỳ trước. Nói với em mày ơi, mày ăn nó chỉ xét thôi, nó không phải. Chỉ đến bên em lúng buồn. Nghĩ cho em nhớ bên anh. Rồi chị nói gì? Gì bên đây vậy rồi? Ôi ơi. Yeah. Ồ, nửa cây của nó, lấy nửa cây thấy nuột không? Nhấp ngựa cái gì vậy? A lý a lòng. Trời ơi. Trời xưa rồi. Rồi. Ngựa ô lý cả ô ô lý ô lý. Tiền trong chơi cũng đỡ đồ hai ba sĩ là biết chơi thì chơi hay luôn. Ôi nhát con dao. Thử nhát con cá. Ôi nó mát xin nó lắc luôn. Thôi tóm kìa, tóm kìa. Chúng bắt ôi đạt không. Mũi hến không như bao ngày. Mũi nó có bằng tám mày không? Mũi bẻ lắm, mũi làm tao mũi ơi. Nó thủ được đó là anh chàng vô đúng không? Tám mày nó thì nó thua. Tám mày nó bằng tám mấy mày. Ừ, bằng tám không. Ở đây mít mấy giờ rồi nè. Nó khỏe quá kìa. Dù nó khỏe.
Và là tôi thích cái cách của em đó Juni à. Thằng này tôn nè. À đây này nè. Khả năng tôn hiện tại là đối với tôi là 80% rồi. Rồi pha này mà thấy tele xuống theo là hốt hai chuối rồi. Lo ăn blue. Trời biết rồi chứ sao biết. Sao có thể như vậy được? Đó gọi là giác quan. Giác quan thứ thứ 6 của loài người. Nó lũng như vô. Như là tại sao tôi lại có thể binh được là thằng, có cảm giác binh được là thằng kia đang ở đó. Cũng là vậy đó. Nó lũng như vô. Cứ có cảm giác, chơi nhiều sẽ có cảm giác. Sao lồng như dầu. Nó sao lồng như này. Cái là mỗi người hiểu. Mà hú rồi. Anh chà. Ồ. Ồ. Ui à. Nhớ anh không? Nhớ à. Tụi bay liều lắm rồi. Cái này liều lắm mới dám đụng vô anh em có bao. Mày không mày đụng vô anh em, mày đụng vô anh em có bao. Bốn. Thằng khốn nạn đụng vô anh em có bao mày. Chà mày. Không đùa đâu. Chảy dưới bánh má ơi. Ơi. À chi.